Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, hôm nay đổi gió, hôm nay đổi gió quay buổi tối phơi sương. Nói giỡn chứ là chúng ta đang có mặt ở Aqua Studio. Thì ngày hôm nay hiện tại bây giờ là khoảng 10 giờ 20 tối. Ha, thì hôm nay là ở trại là có nhập về một cái số lượng cá VIP được nhập trực tiếp từ bên Nhật về. Thì mấy anh em đang ngồi đây để chờ cá về. Thì bữa Long, đây là Long ha, đây là chủ cái farm Aqua Studio. Thì có rủ là mình ghé đập hộp những em cá VIP được nhập khẩu từ Nhật về. Thì bây giờ cá nó đang ở tới sân bay rồi hả ta? Đang làm thủ tục thông quan đồ này nọ cái thứ để đưa về đây. Đó, thì trong quá trình mà ngồi chờ cá về thì anh em mới trò chuyện với nhau về cá coi về này nọ các thứ, nghe Long chia sẻ thấy cũng hay quá, thôi làm clip cho các bạn coi luôn. Ok em, giờ mình nếu mà cá mà mua từ Nhật thì nó dễ mua không ta? Thật ra thì là cũng không có dễ anh, rồi thật ra nhập trực tiếp từ Nhật, nhưng mà là thời điểm hiện tại thì anh nhập mọi thứ nó dễ dàng hơn lúc trước thôi, vài năm về trước thôi, nhưng mà thật sự cũng không dễ. Giống như là ở Nhật á, thì ở Việt Nam anh em có thể đi từ ngoài anh đi thẳng vào trong trại em hỏi mua cá, em sẽ tiếp chuyện này nọ. Nhưng mà ở Nhật anh không có làm được vậy. Tất cả mọi thứ anh phải thông qua một cái người, thì cái người đó là gọi là cái người dealer. Và có nghĩa là khi mà em đi qua bên Nhật thì có một cái người đó là người ta là em gọi là cái người dealer. Thì cái người dealer đó thì người ta có nhiệm vụ người ta dẫn em đi tất cả những cái trại cá ở Nhật. Thì là khi mà người ta đi, người ta dẫn em đi trại A, trại B, trại C, trại D, tất cả những cái trại đó. Thì khi mà em mua cá ở những trại, tại vì em mua rất là nhiều anh, và em mua nhiều trại chứ không phải là một trại, thì cái nhiệm vụ của cái người dealer đó thì người ta sẽ tổng hợp hết tất cả những cái cá mà em mua ở những cái trại mà em đã đi đến. Thì người ta sẽ có nhiệm vụ là người ta mang về, người ta thuần dưỡng và người ta đóng gói ship về Việt Nam cho mình. Và cái lý do mà ở trại Nhật đó người ta không có tiếp mình, ví dụ một cái người khách lạ không có tiếp trực tiếp, là tại vì có rất là nhiều cái người mà mua cá giống như em ở khắp cả thế giới, người ta đi qua những cái trại người ta mua cá. Nên á là người ta không thể nào người ta có thể handle được hết tất cả những cái khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Thì buộc lòng á người ta phải thông qua cái người dealer. Và có nghĩa là người ta chỉ làm việc với một cái người dealer thì vô tình người ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều luôn anh. Mỗi người một việc nó đỡ rối hơn, đỡ lộn hơn. Thì còn cái người dealer nó mang trách nhiệm là nó dưỡng cá cho mình luôn hả? Dạ đúng rồi, cái người Nhật người ta làm việc rất là rõ ràng luôn anh. Có nghĩa là cái người dealer đó dẫn em đến cái trại cá, thì là anh em muốn mua bao nhiêu mua, em mua những chủng loại này mua, em có thể trả giá, em có thể deal với chủ trại tất cả mọi thứ, thì họ sẽ ăn của em là 10%. Em không biết là đối với những anh em khác như thế nào, nhưng mà trường hợp của em á thì cái người dealer đó người ta sẽ ăn của em 10% trên tổng cái bill mà em đã mua với lại cái người chủ trại. Dạ thì là cái 10% đó là người ta, cái nhiệm vụ người ta giống như nãy em nói đó, người ta sẽ có những cái nhiệm vụ là người ta handle cá cho em và người ta ship về Việt Nam cho em. Có nghĩa là cái người dealer đó cũng phải có gọi là cơ sở vật chất để dưỡng cá rồi cho mình. Họ cũng phải hiểu về con cá này. Dạ đúng rồi. Và cũng phải gọi là master luôn chứ không phải là hiểu sơ sơ nữa đúng không? Thì cái commission của họ rất là rõ ràng. Cái phần trăm của tao là bao nhiêu thì cái việc của tao làm là vậy. Còn cái chuyện mà mày trả giá chạy như thế nào hoặc là mày như thế nào thì là mọi thứ minh bạch công khai hết. Vậy cũng hay ha. Cái trại mà đón như đón một ngày mà bao nhiêu khách như đó rồi từ các nước luôn chắc là sản luôn. Đúng rồi, với lại cái người dealer đó người ta cũng là giúp cho tụi em rất là nhiều luôn. Có nghĩa là em có thể mua trại A, trại B, trại C. Thì cái người dealer đó người ta tổng hợp hết tất cả những cái trại đó, người ta đem về cho em cùng một chuyến trong một ngày. Chứ nếu mà chạy A gửi ngày A, chạy B gửi ngày B, chạy C gửi vậy thì em thật ra là em không có đủ thời gian để em đi nhận cá. Tối ngày em cứ đi nhận cá rồi em handle, em xử lý ngày này qua tháng nọ thì nó sẽ rất là phức tạp, rất là mệt luôn anh. Hay ha, cách làm gì đó cũng hay á. Mà ví dụ như mình giờ mình chân ướt chân ráo mình cũng đâu biết chạy A, chạy B gì bên Nhật đâu. Đúng không? Thì có người dẫn cho mình đi rồi kết nối mọi thứ nó sẽ mượt mà giai đoạn anh đầu. Anh em thì thường á là anh em sẽ biết những cái trại mà nổi tiếng, có nghĩa là những cái trại mà đã đoạt giải coi show. Nhưng mà trên thực tế á, anh Nam là ở Nhật có rất là nhiều trại luôn. Và có những cái trại là chất lượng cá họ rất là tốt. Nhưng mà do là
có những cái trại mà có nghĩa là xuất phát thân từ gia đình á anh, từ người, những cái người nông dân á, thì họ làm marketing không giỏi. Đúng rồi. Nhưng mà cái chất lượng cá họ rất là tốt nha anh, thì á là tụi em rất là khó để biết được. Đúng thì rồi. Nhưng mà vô tình những cái người dealer đó họ biết. À. Dạ, tại vì cơ bản họ là người bán địa mà, họ sẽ biết á, thì á là họ sẽ dẫn mình đi. Đơn giản rất là nhiều. Dạ đúng rồi anh. Và cái tiền commission nó cũng rõ ràng luôn, khỏi lằng nhằng, cứ lấy bill 10% ra thôi. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Và cái quy trình dưỡng cá, ví dụ như cá từ cái trại xong rồi về cái người dealer đó thì khoảng chừng bao lâu là có thể đưa về Việt Nam được thời dưỡng không? Cái đó thì là cũng tùy cái thời gian anh. Dạ, tại vì khi mà đưa về đó thì trước khi mà xuất đi là họ sẽ trải qua một cái khâu kiểm dịch anh. Dạ, cá mọi thứ nó phải sạch sẽ, nó ok hết này nọ thì nó được kiểm tra hết, không có những cái bệnh mà lây nhiễm này nọ thì người ta mới đưa Việt Nam mình. Còn cái thời gian thì là nó phải từ hai phía nữa, có nghĩa đôi lúc có cái thời gian bên kia hợp lý nhưng mà là thời điểm này em đang kẹt hồ hay là nó có những cái vấn đề đó em không thể nào mang về được. Giống như cái đợt này đi, thật ra là tụi em chốt cá từ đó trước đó rất là lâu rồi. Nhưng mà do tụi em đợt này em đang biêu hồ nên em không thể mang về thì buộc lòng cái người dealer họ phải giữ lại cho mình. Dạ, thì đến bây giờ em cảm thấy là ok, phù hợp thì em sẽ connect với người ta và em nói ừ ok bây giờ có thể đưa cá của tôi về Việt Nam. Dạ. Có khi nào mà có cái ví dụ như mình mua con cá nhỏ mà mình gửi bên đó nuôi thành lớn luôn không ta? Dạ cũng có nha anh. Có dạ. Luôn. Có cái dịch vụ đó luôn. Dạ, thật ra thì là nếu mà cái người dealer đó người ta giữ cho mình thì thường là người ta sẽ cho cá ăn rất là ít. Người ta để giữ cái phơm cá thôi chứ người ta không có bơm. Còn nếu mà anh muốn chơi mà anh mua cá từ nhỏ mà mang Việt Nam lớn thì ở Nhật nó sẽ có một cái gọi là gửi ao bùn. Gửi ao bùn hả? Dạ đúng rồi, gửi ao bùn. Anh có coi, anh thấy có mấy cái ao bùn mà đẹp lắm. Người ta bay flycam, tao quay trên rồi nó bơi mà nước sạch bon à. Dạ. Kêu là ao bùn nhưng mà nước sạch bon à. Dạ, thì thật ra là ở Nhật Bản người ta được mẹ thiên nhiên là ưu đãi cho một cái nguồn nước rất là tốt. Nên là người ta nuôi cá cực kỳ tốt luôn anh. Dạ, con cá nó ngoài cái việc lớn thì nó còn da dẻ, màu sắc, tất cả mọi thứ nó rất là hoàn hảo. Với lại một cái, nó có một cái nữa có là kinh nghiệm nuôi. Nè. Dạ, cái kinh nghiệm của họ đến nay là hơn 120 năm. Dạ, cái kinh nghiệm của họ đúc kết từ đời này qua đời khác nó sẽ có nhiều cái mà mình chưa thể nào mà mình copy được. Đúng rồi. Nên á là ở Nhật người ta có một cái, nãy em nói anh là một cái gọi là gửi album á, thì có nghĩa là giống như em cho anh xem đây một cái con cá. Thì đây, đây một cái con cá mà tụi em mua lúc còn nhỏ. 38cm, 150 in. Dạ, là giá của nó luôn đúng không? 150.000 yên là cái giá này là yên. Tụi em đã được discount rồi. Dạ, thì là em nuôi đó, đến khi mà em mang về Việt Nam thì nó to như vậy nè. Dạ, đến cái lúc này là size là 82cm. Dạ, tụi em gửi album 38 thành 82 á. Dạ, đúng rồi. Gấp dữ à. Dạ, thì đây là một cái trường hợp là gọi là may mắn anh. Dạ, không phải là con cá nào em gửi nó cũng đạt được cái size mà mong muốn vậy. Dạ, nhưng mà là gửi album là cái con cá nó sẽ phát triển rất là tốt hơn so với khi mà mình nuôi ở trong một cái hồ xi măng. Dạ, tại vì khi mà ở tự nhiên á, con cá nó thể phát triển tốt nhất có thể như tại thoải vì, mái tất cả mọi cái. Dạ, dạ, nó có nhiều cái chất dinh dưỡng nó nằm ở dưới nước rồi, nó có nhiều cái nguồn thức ăn, ví dụ như con cá nó có thể ăn tôm, ăn tép hay là ăn ốc gì đó, những cái thực vật, những cái sinh vật nó nằm ở dưới cái ao. Dạ, nên là con cá nó sẽ phát triển cực kỳ tốt luôn. Dạ. Nhưng mà mình gửi cái đó thì ai mua cũng gửi được hay sao? Không phải, đúng là ai mua cũng có thể gửi được nhưng mà cũng tùy theo cái chất lượng cá. Có nghĩa là cái con cá ở cái mức giá như thế nào với cái chất lượng như thế nào thì người Nhật họ mới nhận. Còn nếu dạ, tại vì là anh biết người Nhật người ta xuất một năm người ta xuất đi rất là nhiều cá, cực kỳ nhiều cá luôn. Nhưng mà tất cả mọi người đều muốn gửi lại thì người ta sẽ không có chỗ chứa. Nên là có những cái phân khúc cá nó cao cấp thì người ta mới chấp nhận người ta giữ lại cái ao bùn. Cao cấp mới được ở cái ao bùn á. Dạ, tại vì cái mức phí của ao bùn á anh, mình gửi ao bùn mình sẽ tốn phí. Có những cái con mà cái giá trị nó quá cao đi thì người Nhật người ta sẽ có những cái ưu đãi, có nghĩa là cái giá trị con cá này nó cực kỳ cao. Thì người ta sẽ ưu đãi là bằng cách người ta miễn phí cho mình phí ao bùn. Còn trên thực tế cái cuộc chơi là mình sẽ mất tùy theo cái ao bùn mà mình gửi. Có nghĩa là có những ao bùn mình gửi 500 đô một mùa. Có những ao bùn mình gửi 1.000 đô một mùa. Dạ, thì là tùy theo, ví dụ như anh gửi 500 đô thì một cái ao bùn như vậy á
nó sẽ có em nói ví dụ 100 con cá. Ừ. Nhưng mà nếu anh gửi với album 1.000 đô thì cái album nó chỉ có khoảng 20 con cá thôi. À. Dạ. Dạ, album nó bự, album nó dạ. Anh thấy trên coi cho clip là nó rộng lắm các bạn. Chắc cả mẫu á. À. Bự nó rộng lắm mà ơi. Nó cực kỳ lớn luôn, mỗi lần mà cắt bắt cá bùn vậy anh phải rút nước mấy ngày trời á anh. Rút dạ. nước mấy ngày trời luôn. Dạ đúng rồi anh. Rồi bắt đầu lùa hả? Lùa dạ, lưới xong rồi rút nước mấy ngày trời xong rồi sau đó còn lại một ít nước á bắt đầu người ta kéo lưới người ta quay lại. Ừ. Dạ, xong rồi người ta bắt người ta đưa lên xe người ta chuyển về trại. Ừ. Dạ khi mà về trại thì con cá khi mà mới vừa lên ở bùn á thì á là chưa thể xuất bán được. Ừ. Dạ người ta đem về trại người ta thuần dưỡng. Người ta xử lý những cái bệnh này nọ xong xuôi hết đó rồi mà người ta mới xuất ra bán anh. Ừ. Dạ. Anh coi mấy clip phim tài liệu anh thấy mấy nghệ nhân ở Nhật cầm cái vợt dài lắm các bạn, dài chắc khoảng 3-4 mét á. Dạ. Rồi đứng rồi có flycam quay hết trơn rồi mấy nghệ nhân bắt đầu đi bắt cá. Dạ. Cá nó bơi lùa theo đẹp lắm. Dạ. Đẹp lắm các bạn. Cái đợt rồi là anh em là dự định là tháng 11 này á, tại vì cái mùa album á là cuối tháng 10 đầu tháng 11 là cái mùa đó là cái mùa mà người ta sẽ kéo cá lớn về rất là nhiều. Thì á, là đợt rồi á đó, nếu mà không có Bill Farm đáng lẽ tụi em là dự định là đi qua bên đó. Ừ. Sẽ tham gia những cái buổi mà kéo ở bụng vậy luôn. Ừ. Và nếu mà có cá đẹp thì mình sẽ lấy luôn, mình sẽ mua luôn cái thời điểm đó luôn. Ừ. Dạ. Em ơi thả ở bụng là nó coi như thả về thiên nhiên vậy rồi lỡ mà có sự cố xảy ra thì sao ta? À. Ví dụ như anh coi bên Mỹ anh thấy vô những cái mùa ok. À, giống như là anh có coi bên Mỹ á. Dạ. Thấy bên đó người ta làm mấy cái hồ cá coi á, vô cái mùa người ta rào cái lưới lên trên cái mặt hồ á, ta sợ con cáo, con trồn, con chim rồi này nó ăn con cá đó. Dạ. Thì nếu mình thả ao bùn mà ra tự nhiên vậy chắc cũng sẽ có những bị chim đồ này nọ rỉ thì sao ta? Dạ. À, anh Nam nói là đúng cái chủ đề luôn. Ừ. Thật ra thì á là những cái con chim bên Nhật Bản nó ăn sang lắm, lần nó ăn mấy ngàn đô không ạ. À, thì ở ngoài tự nhiên anh người ta cũng sẽ rào, người ta cũng sẽ có những cái biện pháp nhưng mà là nó không thể nào triệt để anh em. Ừ. Dạ, nhất là cá nhỏ. Ừ. Cá lớn thì còn đỡ ha, cá em gọi là cá ni sai đi, cá ni sai có nghĩa là cá 2 tuổi. Ừ. Thì cái sai đó thì là cá chim nó sẽ khó gấp hơn. Ừ. Còn những cái con cá tô sai là cá từ 1 tuổi đổ lại á ha, cái sai đó thì cá nó ăn chim. Ừ. Nó ăn hoài. Dạ. Nên là trước khi mà gửi ao bùn thì mình phải hiểu một cái luật chơi. Ừ. Có nghĩa là anh sẽ mua cá và anh gửi lại ao bùn cho người ta nuôi, nhưng mà trong quá trình mà kéo ao bùn lên nếu mà không có cá của anh. Ừ. Thì hoặc là ví dụ như cá bệnh chết hay là chim gấp ăn á thì á là cái người chịu nhiệm sẽ là mình. À. Dạ. Tại vì đó giống như em nói á, là sẽ có nhiều cái rủi ro mà mình không có thể nào mình handle được hết. Ừ. Và có rất là nhiều khách gửi lại nên là chủ trại không có thể nào mà chịu trách nhiệm hết tất cả 100%. Nếu mà có rủi ro xảy ra, em nói trong trường hợp á, nếu mà có rủi ro xảy ra. Ừ. Thì không phải là người ta chối bỏ hết trách nhiệm nhưng mà người ta sẽ phổ biến cho mình trước cái luật chơi của người ta là vậy. Coi như là có hợp đồng rõ ràng mình chấp nhận. Ừ. Thì mình chơi. À. Dạ. Nhưng mà nếu mà có rủi ro xảy ra thì nếu mà mình với trại đó có một cái mối quan hệ gọi là tương đối tốt thì họ sẽ hỗ trợ mình bằng nhiều cách. Thì là thường họ sẽ hỗ trợ mình sẽ mua một cái con cá cái chất lượng vậy nhưng mà với cái giá tốt hơn. Ừ. À, hoặc là người ta sẽ ưu đãi mình á là gửi cái con cá thứ hai mình người ta không lấy phí ao bùn của mình. Ừ. Ừ. Còn nếu mà thỉnh thoảng anh mới mua con thì là cái chuyện đó là cái điều không tránh khỏi được. Dạ. Thì nhưng cái nó thường xuyên xảy ra không ta, cái trường hợp? Dạ, thật ra thì cũng hiếm, cũng không phải là thường xuyên xảy ra nhưng mà nó cũng có xảy ra hiện hữu. Dạ. Nhưng mà cái tỷ lệ thì nó cũng em nghĩ em theo em thì thấp. Dạ, theo những cái gì mà em đã biết được á thì là nó không có cao đâu. Dạ. Ừ. Nếu mà thật ra cái rủi ro nó quá cao gì người ta sẽ không mạo hiểm người ta chơi không? Đúng rồi. Dạ. Thì chắc là nó vẫn có nhưng mà rõ ràng ngay từ đầu nó sẽ dễ hơn cho nó. Dạ đúng rồi đó, cái trường hợp đó là cái trường hợp mà mình không có biết được. Ừ. Nhưng mà chắc chắn là nó có thể xảy ra. Ừ. Dạ, nên là người ta sẽ phổ biến cái luật chơi trước cho mình để tránh cái chuyện mà hai bên đo co cái lúc mà xảy ra sự cố. Dạ. Bên mình có gặp sự cố lần nào chưa ta? Dạ bên đây cái con mà em vừa cho anh xem luôn á là thật ra là nó là một cái câu chuyện vui. Ừ. Vui tại vì anh em mua được một cái con cá mà thật ra 150.000 yên á, lúc em mua 150.000 yên á thì cái lúc thì thật ra cái giá trị con cá nó không cao lắm. Ừ. Dạ, nhưng mà là nuôi được một cái con cá mà nó đến cái size này ha là cái giá trị nó phải nhân đến năm rồi, nhân 5 lần lên. Dạ đúng rồi.
thì á, thậm chí á, là có nhiều cái khách hàng mà người ta thích quá, người ta có thể sẽ trả cái giá mà nó gấp nhiều lần hơn nữa. Nhưng mà không may một cái á, là đến cái ngày mà tụi em chuẩn bị ship về Việt Nam á, thì sáng ngày hôm đó người ta sẽ gửi cho em cái hình vậy. Đây là con cá của em nó bị chết rồi á, người ta nói là nó không có tổn thương gì hết. Sáng ngày người ta chỉ thấy nó chết ở ao thôi. Nên là cái này thật ra cũng nó một cái chuyện mà cũng không tránh khỏi. Chuyện xui rủi thôi, nhưng mà cũng đã phổ biến ngay từ đầu thì là chấp nhận cuộc chơi. Nhưng mà cái điều đáng tiếc nhất á, Nam á, có nghĩa là người ta đừng có gửi cho em cái hình này luôn. Anh thấy không, em mua cái con cá nó bé xíu, nhưng mà đến khi mà nó lớn anh thấy không, nó anh Nam tưởng tượng cái bao cám đằng kia mà nó to hơn cả cái bao cám, anh thấy không? Dạ, thật ra đây là một con cá 82 cm là bự lắm. Là thời gian gửi là bao nhiêu năm em? Dạ, em gửi cái con này á, là hai mùa á, anh Nam. Hai mùa là từ 38 lên thành 82 luôn. Dạ đúng rồi anh Nam. Đây là cái môi trường sống con của nó quá tốt. Con này là cũng là một trong những con gọi là phát triển vượt bậc á anh Nam. Dạ. Hai năm mà lớn khủng luôn. Dạ. Cũng buồn quá ha. Dạ, tính ra, thật ra là tính ra là nó là 3 năm, tại vì em mua lúc đó là tô sai. Nó là 1 năm tuổi rồi. Dạ, em gửi thêm 2 năm thôi ạ. 3 tuổi. Dạ. Đáng tiếc. Cho con cá mà 3 tuổi mà lên được tới 82 cm gọi là cực kỳ khủng luôn á anh Nam. Dạ. Em rồi cái cá coi này nó giống như gần như là con gọi là con quốc, con cá là quốc gì ta? Quốc ngư. Quốc ngư đúng không? Quốc ngư của Nhật Bản đúng không? Dạ. Thì có những cái câu chuyện nào hay ho hấp dẫn về nó không, em kể cho anh nghe với anh tò mò. Dạ, thật ra thì là từ sâu xa xuất phát điểm á anh. Con cá này là xuất xứ từ Trung Quốc chứ không phải là Nhật Bản. Dạ. Đến theo em tìm hiểu sách vở ha, thì là có một cái người Trung Quốc hay là triều đình Trung Quốc gì đó, thì tặng cho cái con cá này, tặng cho cái người em gọi là Nhật Hoàng. Nhật Hoàng. Dạ đúng rồi, Nhật Hoàng á, thì xong rồi ông Nhật Hoàng này ông thấy con cá này đẹp. Xong rồi bắt đầu là ông muốn nuôi con này. Sau đó là ông triệu tập những người mà cận vệ của ông á, tìm cách mà lai tạo để giữ được cái giống cá này ở Nhật Bản nuôi. Thì qua nhiều đời như vậy, càng ngày càng lai tạo thì là người Nhật, anh biết á, khi mà họ làm một cái gì đó họ đặt rất là nhiều tâm huyết vô. Và thì á, qua bao nhiêu đời thì á, là người ta có nhiều người ta không biết thì người ta nghĩ nó là quốc ngư Nhật Bản, nhưng mà xuất phát điểm của nó là từ Trung Quốc chứ không phải là Nhật Bản. Và nhưng mà người Nhật người ta làm rất là tốt anh, cái gì mà vô tay người Nhật họ cũng làm rất là châu chuốt, rất là chi tiết châu chuốt ha. Anh thấy đến nỗi mà họ lai ra được một con Tancho như hôm bữa anh Nam thấy á, nó biểu tượng cho cái quốc kỳ của Nhật Bản luôn. Dạ. Thật, nếu mà mình đã chơi cái cá Nhật ha, chắc chắn phải có một cái con Tancho ở trong họ. Coi như là nãy em nói là cái cá coi này phát triển được 120 năm mà. Dạ, hơn 120 năm. Dạ. Lịch sử là tương đối là lâu đời á. Dạ. Thì ra nó trải qua cũng nhiều cái, có khi nào nó dừng lại không ta, hay là nó cứ tiếp diễn phát triển liên tục? Dạ, em nghĩ nó là một cái ngành công nghiệp của Nhật Bản luôn rồi anh. Dạ, nó là bộ mặt của người Nhật luôn rồi. Dạ, anh biết cái con cá này gọi là cái con cá quốc ngư của Nhật Bản, thì em nghĩ cái chuyện dừng lại nó không có đâu anh. Dạ, càng ngày nó càng sẽ, càng ngày á, thì người Nhật người ta sẽ càng lai tạo ra nhiều cái giống cá mới. Thì á, là giống như cái năm vừa rồi đi, thì họ lai tạo ra được một cái dòng nó gọi là cái golden call, có nghĩa là cái con bắp vàng. Và đó là một cái giống cá mới và anh em ở đây đang săn lùng rất là nhiều luôn. Dạ, thì em nghĩ là ngày càng ngày người ta sẽ càng lai tạo ra được nhiều cái dòng cá mới để phục vụ cho cái người đam mê cá. Em nghĩ là cái ngành này không thể vừa dừng lại thôi. Với lại nó có thể lai tạo được, cho nên là nó sẽ ra những cái dòng mới liên tục. Với mình khoảng bao nhiêu năm thì nó bao nhiêu mùa thì sẽ ra được cái dòng mới ta. Dạ, để... cái đó thuộc về lai tạo rồi mà. Em thì không có nhiều cái kiến thức về lai tạo. Dạ. Thì là với lại một cái nữa là cái con cá này tại sao nó thể tiếp cận được nhiều người và tại sao người ta có thể chơi được nhiều, giống như anh Nam cũng có tìm hiểu cá rồng đúng không? Cá rồng thường thì một hồ thì chỉ nuôi được một con thôi. Dạ, hoặc là anh có thể nuôi chung với những con cá phụ kiện khác. Dạ. Nhà anh mà anh nuôi 10 con cá rồng, 20 con cá rồng em gọi là khủng lắm rồi. Nhưng mà có mấy ai mà nuôi cái nhà mà nuôi được 10-20 con cá rồng. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà con cá coi này là con cá sống bầy đàn. Anh nuôi một con nhìn nó rất là chán. Đúng rồi. Dạ, một hồ thì anh có thể nuôi 20-30 con, 50 con, thậm chí là 100 con là bình thường. Dạ,
Nên đó là lý do vì sao mà cái con này nó lại dễ tiếp cận hơn vậy, và người ta dễ xuống tiền hơn. À, đôi lúc người ta thấy một cái con cá rồng đẹp lắm nhưng mà chỉ có thể bán con cũ đổi con mới, hoặc là cùng lắm rinh hai con về thôi, và không thể nào nhiều hơn. Nhưng mà con cá này nếu mà ai mà thích thì có thể mua thêm dạ, dạ. Tại vì cơ bản của bọn này là nó sống cộng đồng với nhau. Dạ. Anh biết đó là anh đang nuôi một hồ vậy. À, thì nếu mà anh bắt đi hết nó còn lại le hoe vài con, một hai con á, anh tụi nó buồn tụi nó bỏ ăn luôn á anh. Giờ nó bỏ ăn luôn á, nó không nó bơi rồi mất bạn luôn. Dạ đúng rồi, tại vì bọn cái cá coi này là cái con mà nó sống rất là hòa thuận nhau. Và đặc biệt nha, không ăn cá nhỏ, cá lớn không bao giờ ăn cá nhỏ. Dạ, không ăn đồ sống. Dạ. Đi ăn hạt thôi, dạ. Thức ăn của nó hạt thôi. Dạ, cái em thật ra em cũng rất là thích nhiều loại cá, như cá rồng em cũng rất là thích anh. Dạ, nhưng mà là cái lý do mà em chần chừ em chưa nuôi, tại vì con cá rồng á thì anh phải cho ăn đồ sống. Dạ, nếu mà anh không cho ăn đồ sống thì cá nó không sung. Dạ, nhưng mà em lại thấy là con nào nó cũng muốn sống hết. Nên mà mình lấy con nào mình cho con kia ăn thì bản thân em thì cảm thấy nó hơi tội tí. Dạ, còn cái con này á là em thích á, ban đầu em chơi, tại vì con này là cái con ăn chay. Dạ, nó ăn hạt, ăn rau củ, ăn trái cây. Anh em cho ăn trái cây, ăn nói chung là ăn tạp, anh ăn mọi thứ luôn. Nhưng trừ mà thịt dụ, thôi, trừ đồ sống thôi. Dạ, như anh giục cái con cá nhỏ hơn á là nó không ăn. Dạ, đó là lý do vì sao anh thấy em nuôi cá nhỏ, cá lớn rồi nuôi chung hồ hết, không có vấn đề gì hết. Dạ. Cái con cá coi này nó có phải là con cá chép không ta? Thì nó từ con cá chép chứ. Dạ, thật ra nó là con cá chép anh. Dạ, người ta hay gọi nó là con cá chép coi vậy. Dạ, nó là con cá chép nhưng mà được người ta lai tạo ra có màu sắc thì gọi là con cá coi thôi, chứ thật ra bản chất nó là con cá chép. Dạ. Cái này em có đọc một cái tài liệu, có nghĩa là cái cá coi này mình gọi là cá coi nhưng mà thật ra nó là cái tiếng Nhật đó, nó là khôi khôi, có nghĩa là may mắn ở trong tiếng Nhật anh. Nghĩa là may mắn thì mình đọc gọi là cá khôi, cá coi. Dạ, nhưng mà thật ra nó là, em tìm hiểu cái sách báo thì nó gọi là khôi. Dạ, có nghĩa là may mắn, ý nghĩa của nó là may mắn. Dạ. Thì cái dòng cá này cũng được mọi người chơi phong thủy đúng không? Dạ. Được chơi phong thủy thì em có thể kể giùm anh dạng như những cái bộ mà người ta thường hay chơi á, ví dụ số hay gì phong thủy thì nó có ý nghĩa nào? Dạ, thật ra thì em hay đi set up hồ cho khách rồi em có. Dạ, thật ra thì là cái số thì là cũng tùy theo gia chủ, tùy theo mỗi người, nhưng mà anh em lại thích chuộng là 9 con nè, 19 con nè, hoặc là 39 con. Đó là những cái số mà anh em rất là ấy. Nhưng mà là dính vô cái môn này á anh Nam, ban đầu anh chơi phong thủy nhưng mà đến một cái lúc nào đó anh ghiền cá á, anh cứ mua mặc kệ luôn. Mặc kệ luôn, phong thủy tới đâu thấy con nào đẹp là thả xuống hồ thôi. Nhưng mà anh biết không, là khi mà người ta càng mua em không biết phong thủy như nào, nhưng mà là người ta làm ăn được người ta mới mua. Đúng rồi. Dạ, đúng có rồi. Nghĩa là mua có nghĩa là đang khỏe đó. Dạ đúng rồi. Chứ mạnh mua không nổi rồi. Dạ, em có một cái người anh, dạ ảnh chơi thôi nha, mà ảnh làm hồ rồi này nọ, ảnh mua cá, em nói nhiều hơn cái farm của em. Tại vì ổng nói là mỗi lần ổng mua cá vậy ổng là trúng được cái hợp đồng. Nên là mỗi lần mà người ta là làm ăn mà không được á là người ta lại hạn chế bớt những cái chi tiêu lặt vặt. Nhưng mà ổng lại, nếu mà ổng làm ăn không được, ổng lại đi mua cá. Nhưng mà cũng may mắn sao, ổng đi mua cá về ổng lại có hợp đồng mới. Nên là ổng mua, ổng nuôi riết mà lên hết luôn, còn hơn cái farm của em nữa. Dạ. Bây giờ mua một con cá coi về, không biết có đổi vận không, không biết kiếm cái hợp đồng này đây. Ai bút xô cho tôi đi quay. Giờ mua cá coi về có ai bút xô không? Không à, ủa mà nãy anh thấy là kể là 9, 19, 39 thì có nghĩa là chơi số lẻ không? Dạ đúng rồi anh, tại vì số lẻ nó cũng có một cái lý do anh. Tại vì là khi mà con cá này nó bơi theo đàn. Dạ thì nó bơi, khi mà nó ví dụ anh nuôi 9 con á, nó bơi so lẻ. Theo, nhìn rất là đẹp. Dạ, chứ không phải là nó đi cặp vậy. Dạ đúng rồi, nó cũng có lý do mà. Cũng có lý do. Dạ đúng rồi anh. Đó, cho nên là mình sẽ đặt nhiều câu hỏi để cho Long đây có thể giải thích ra, thì sẵn mọi người cùng nghe chung luôn. Dạ. Để hiểu luôn. À, con cá coi này tại sao người ta lại hay nuôi ở dưới cái hồ xi măng mà ở dưới đất, chứ không có nuôi hồ kiến như cá rồng, cá dĩa, cá này cá kia. Dạ thì á là anh thấy đó, con cá coi này á chủ yếu cái hoa văn của nó là nó nằm tập trung ở trên lưng nhiều. Dạ nên là cái con cá coi mình chơi á, mình gọi là chơi top view á, nó sẽ đẹp hơn là chơi side view. Cũng có một số anh em á là họ thích chơi nhìn ngang side view, nhưng mà thật ra là cái góc nhìn đẹp nhất của con cá coi có nghĩa nhìn từ trên xuống là nhìn top view, tại vì
anh thấy là cơ bản là những cái hoa văn nó tập trung nhiều ở trên lưng con cá, nên là nhìn từ trên xuống con cá nó sẽ rất là đẹp. Cho nên mình nhìn từ trên xuống nó đẹp hơn. Anh thấy có mấy cái hồ mà nhất là mấy anh em Tây chơi là làm thêm một cái hồ đó là gì ta? Thì có một cái hồ kính á, cho nó nổi lên trên đó. Dạ. Đó, cái thì, đó là... Dạ, cái đó thì là anh làm một thời gian chơi cho đẹp thôi. Dạ, anh bỏ đồ ăn rồi con cá nó lên cái hồ kiến đó, nó đúng bơi rồi. Ăn đẹp. Nhưng mà là anh biết con nắng một thời gian nó rêu. Và nếu mà anh muốn cọ là anh phải chui xuống dưới, anh thòng tay lên cái hồ kiến anh phải cọ. Và thì là có nghĩa là người ta làm xong người ta quay clip cho mình xem cho nó vui lúc đó thôi. Chứ về lâu về dài em nghĩ nó không phải là cái phương án hay. Dạ. Không, nhưng mà mình cũng nghĩ là con cá coi này mình top view nó sẽ đẹp hơn. Bạn nhìn từ trên xuống mình thấy cái hoa văn trên nó, mình thấy nó bơi uyển chuyển hơn là mình nhìn ngang. Dạ đúng rồi anh. Dạ, giống như con Tenjo đó thì là cái người nó hết trắng hết, chỉ có một cái chấm đỏ ở trên đầu thôi. Thì nếu mà anh nhìn ngang anh không thấy được, anh chỉ thấy được nửa cái vòng tròn thôi. Mà anh nhìn từ trên xuống anh thấy được nguyên cái vòng tròn nằm trên một cái nền cá màu trắng. Dạ đó. Anh thấy tương lai cá coi là, tại vì Việt Nam là ngày càng phát triển, nhiều biệt thự mới sẽ được xây mà chắc chắn là trong cái gọi là cái yêu cầu của gia chủ, chắc chắn là phải, nếu mà có được điều kiện là sẽ ẹp thêm một cái hồ cá coi, đó là điều chắc chắn. Dạ em theo em làm cá cũng đến nay cũng được năm nay Tết năm nay là năm thứ 9 rồi. Ồ, năm thứ 9 à, giờ cũng thâm niên cũng hơi lâu rồi đó. Dạ thì á là em thấy con cá này nó càng nó chưa có dấu hiệu chững lại, mọi thứ nó đang phát triển rất là tốt. Chững lại ở đây có nghĩa là bây giờ thời điểm giờ dịch đó, thì mọi thứ chi tiêu nó sẽ về chừng hơn, nhưng mà cái số lượng người chơi không có hề giảm lại. Và có nghĩa là thay vì một năm anh Nam mua 100 con thì bây giờ năm nay khoảng khó khăn anh Nam mua còn lại khoảng 80 con, nhưng mà cái lượng người chơi á ngày càng tăng nhiều lên. Hơn ngày càng tăng lên, đó là cái mà em đang thấy được. Giống như là hồi vì lúc mà em bắt đầu á thì thật ra là cái người mà người ta xuống tiền để người ta bỏ người ta xây một cái hồ á nó rất là ít. Nhưng mà bây giờ càng ngày càng nhiều, cứ một cái biệt thự mọc lên á thì là ít nhiều cũng sẽ có một cái hồ cá coi đi kèm. Đúng rồi. Dạ. Đó, bây giờ em thấy là cái lượng người chơi nó rất là nhiều luôn anh. Dạ. Với anh thấy bây giờ cái việc xây hồ nó có những cái sản phẩm giống như là bên em build lên á, em thiết kế á và sản xuất ra đó. Cái sản phẩm cái những cái lọc á thì nó đơn giản, nó gọn gàng. Nó cho người ta cảm giác nó dễ sử dụng các bạn. Còn ngày xưa á nó phức tạp dữ lắm. Dọn dẹp đó cũng phức tạp, chiếm không gian dữ lắm. Cho nên là nhiều người sẽ ngại. Còn bây giờ nó quá đơn giản luôn. Hầu như là tự động 100% luôn. Thì là nếu mà anh quá bận rộn thì anh chỉ thích ngắm cá thôi, thì bên em setup mọi thứ tự động hết luôn. Từ máy cho ăn tới máy rửa, máy xịt rửa hồ coi, rồi mọi thứ luôn. Hoặc là ví dụ như hàng tuần em cho nhân viên qua thay nước, rồi em xử lý, rồi em chăm sóc cá luôn. Thì là tụi em có cái gói bảo dưỡng, có nghĩa là mỗi tuần vậy em sẽ qua 2 ngày 3 ngày. Thì cái nhiệm vụ khi mà tụi em qua hồ khách hàng là cái gì? Là thứ nhất là em sẽ quan sát trong cái hồ đó có những cái con nào có những biểu hiện bất thường hay không. Thì biểu hiện bất thường nghĩa là con cá đó nó có biểu hiện bệnh, nó bỏ ăn, nó nằm đáy hay nó như thế nào, là em sẽ cảnh báo cho cái người gia chủ biết. Thì sau khi mà em quan sát cá hết thì em sẽ quan sát hồ xem có cái gì đó bất thường ở trong cái hồ của mình hay không. Đó, sau khi mà em quan sát hồ xong thì em sẽ kiểm tra tất cả những cái hệ thống của mình hoạt động có ok hay không. Và có cái máy bơm nào nó có vấn đề, hay là máy oxy, hay là cái đèn UV nó không có sáng nữa, thì em cũng sẽ cảnh báo cho cái người chủ nhà người ta biết. Dạ, cái nhiệm vụ của họ là chỉ đi làm và kiếm thật là nhiều tiền thôi. Còn mọi thứ là cứ để em lo. Đúng rồi, nên vậy. Thật ra nên vậy, mỗi người mỗi việc. Hôm đó là đối với những người bận rộn ha. Còn nếu mà bạn muốn vừa làm vừa chơi vừa thưởng thức này nọ thì tự xử luôn. Còn ai mà bận rộn quá không có thời gian thì cứ có thể sử dụng hết dịch vụ luôn. Ok các bạn, thì đang chờ cá về cho nên là gọi rảnh hai anh em trò chuyện với nhau, thấy nhiều thông tin nó cũng hay quá. Nhiều thông tin mà nếu mà chúng ta không có trong giới trong ngành đó, thì chúng ta cũng không biết được. Cho nên là mình nói ok thôi, làm clip ngồi tâm sự chơi Long ơi, sẵn là chia sẻ cho mọi người hiểu thêm về con cá. Ok mọi người, rồi chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Mình và Long rất là vui được chia sẻ những cái thông tin này với mọi người, để coi có gì hay hay làm tiếp. Bye bye.